Chào các bạn đến với Tarot Bánh Quy và mình là Andy đây. Thì nếu lần đầu tiên bạn đến với kênh của mình thì cứ xem thử qua video clip. Nếu bạn thấy đúng, thấy hay thì bạn có thể ủng hộ mình bằng cách nhấn subscribe kênh ở đây, cũng như là để lại bình luận cho mình. Còn nếu bạn đã quá quen thuộc với mình thì chào các bạn lần nữa, mình là bà cô giáo các bạn đây. Mình có một kênh Tarot thứ hai nữa, đó là khu vườn nhỏ của Andy. Thì đối với kênh này thì mình làm chủ yếu về tình cảm. Còn đối với Tarot Bánh Quy thì mình làm chủ yếu về self love, phát triển bản thân cũng như là dự đoán tuần, dự đoán tháng. Thì hôm nay thì mình sẽ làm chủ đề đó là ai đang đến với bạn trong tháng 6. Thì ở đây mình có tụ 1, tụ 2 và tụ 3. Thì các bạn cứ chọn tụ bài mà các bạn thích. Mình sẽ bắt đầu giải bài sau một khoảng thời gian nhé. Xin chào các bạn chọn tụ số 1. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn ha. Thì để xem coi là trong tháng 6 này ai sẽ đến với các bạn. Các bạn có lá Chariot, có lá Tower và bạn có lá Three of Swords, ba kiếm. Nếu mà bài lên như vậy mà hỏi là có ai đang đến với bạn trong tháng 6 hay không, đầu tiên á là mình cảm giác giống như là đi tàu lượn á bạn, giống như là đang bay lên xong cái đùng bay xuống. Thật ra bài lên như vậy thì không thể nào nói là có người nào đến, mà mình nghĩ là mình cũng không nói là có người bước ra, tại vì bài nó không hẳn là bước ra. Tại vì mình thấy là bản thân của các bạn sẽ mình dùng từ giống như là nó giống như kiểu là các bạn có một cái khoảng thời gian trong tháng 6 mà các bạn nhận ra rằng cuộc sống này hoặc là những cái mối quan hệ này, những cái kết nối này đôi khi nó là một cái gì đó mà kiểu giống như là mình không biết sao, nhưng mà mình cảm giác giống như là nó có một cái gì đó nó xảy đến. Nghe tụi mình cũng không biết, mình không, mỗi lần mà mình lên bài mà thấy Tower mình cảm giác mình hơi bị khớp. Nếu mình sẽ quay trở lại câu hỏi gốc đó là tháng ai đang đến với bạn trong tháng 6, mình nghĩ chắc là một người đồng cảnh ngộ đi nha. Mình dùng từ người đồng cảnh ngộ đi nha, chứ mình không nghĩ là có cái chuyện gì đó đâu. Tại vì mình thấy ở đây giống như là bạn là một cái người đi trên một cái hành trình, và cái hành trình của bạn một mình. Sau đó giống như là bạn vớt cái thằng này vô hoặc là bạn vớt cái người này vô, hoặc là bạn với người này vớt vô, xong rồi cùng nhau mình không gọi là cùng nhau ngẫm, nhưng mà đại loại là bạn với họ có những cái trải nghiệm tương tự với nhau. Và cái trải nghiệm này là một cái trải nghiệm nào đó có vẻ như nó hơi không thoải mái lắm. Cái người này thì mình không nhìn thấy được cái năng lượng của họ, mình cũng không biết được là họ là người như thế nào và ra sao. Mình chỉ biết được một điều, đó là cái điều mà xảy đến hoặc là cái điều mà mang cái mối quan hệ này đến là một cái điều đôi khi nó khơi dậy nhiều cái mình không gọi là nhiều cái vấn đề, mà nó khơi dậy những cái tồn tại ở bên trong để cho cả hai nhận ra, hoặc là để cho ít nhất một bên là bạn hoặc là họ nhận ra được cái gì đó ở đây. Mình thấy có ba kiếm trong bộ này thì mình không sợ, tại vì ba kiếm trong bộ này tức nghĩa là sẽ có cách để vượt qua, sẽ có cách để đối phó, đối mặt với nó, hoặc là sẽ biết cách để luồn lách để giải quyết cái câu chuyện này. Bởi vì cái cây bông hồng này nó mọc xuyên qua ba cây kiếm. Dĩ nhiên là cái việc mọc xuyên qua ba cây kiếm thì nó cũng không phải dễ dàng đâu. Tại vì thứ nhất đó là cây kiếm này nó bén. Thứ hai là dĩ nhiên nếu mà cái thân cây này nó mọc lên cái cây kiếm thì bạn biết rồi đó, gió thổi hay gì đó nó lung lay á, thì nó sẽ bị cứa. Dĩ nhiên sẽ có những cái tổn thương, sẽ có những cái vết thương trong cái kết nối này, hoặc là do ngoại, mình nghĩ nếu mà giải bài như thế tức nghĩa là ngoại cảnh sẽ tác động lên cái mối quan hệ này nhiều. Mình cũng cảm thấy giống như là nó có những cái trắc trở nhất định, hoặc là nó có những cái vấn đề nhất định. Thật ra lúc mà giải bài này mình cũng không mặc định đây sẽ là một cái mối quan hệ về tình cảm đâu. Có thể đây là một mối quan hệ bình thường thôi, bạn bè, người thân, gia đình cũng được nha. Được mặc định là một cái mối quan hệ về tình cảm là cái thứ hai mình thấy. Cái thứ ba nữa đó là mình vẫn thấy cái bông hồng này nó vẫn nở, nó vẫn rất là đẹp. Mình vẫn thấy cái tinh thần của cái ba cái lá bài này, đó là nó là một cái, mình dùng từ là một cái hành trình trải nghiệm, mà ở đó giống như là dù cái bên ngoài nó có như thế nào đi chăng nữa, vấn đề là cái thái độ và cái góc nhìn của người trong cuộc. Mình cũng chưa thấy hết được câu chuyện nên mình sẽ thử coi ba lá kế cho nó lên cái gì ha. Bạn có Two of Wands, bạn có Four of Wands và bạn có Nine of Cups.
nếu mà thêm ba lá dưới vô nữa thì mình có thể giải được ba lá ở trên theo một cái mô típ hoặc là một cái mô phạm khác, đó là cái câu chuyện của các bạn á, ba lá ở trên nếu nó không nói về một cái mối quan hệ cụ thể, hoàn toàn không có người nào bước vào, thì nó thể hiện là bạn ba lá trên là bạn, tức nghĩa là bạn đã từng hoặc là đã sống trong hoặc là đang sống trong một cái khoảng thời gian mà tâm tư tình cảm của bạn nó không được thoải mái lắm, hoặc là bạn cảm thấy giống như là cuộc sống mình nó có quá nhiều thứ nó không có thuận, nó không có được tốt, hoặc là nó có trục trặc, hoặc bạn luôn cảm thấy những cái kết nối của bạn nó không có sâu, không đủ bền, không có một cái nền tảng, không có những cái kết nối đẹp, không có những cái câu chuyện tình cảm suôn sẻ, cũng không có ai đến, nói chung bạn nhận nhiều cái tổn thương, nhiều cái vấn đề trong cuộc sống, mà ở đó bản thân bạn cảm thấy giống như có lẽ mình nên give up, mình nên từ bỏ cái hy vọng, mình nên một mình nên chấp nhận rằng cuộc sống này là như thế, mà dù dù mình đã cố như thế này như thế kia, tại vì mình cảm thấy ba lá ở trên, mình không thấy người, mình nói thật là mình không thấy người, nhưng mà bởi vì phải giải theo cái câu hỏi bám sát câu hỏi đó là trong tháng 6 này ai đến với các bạn, thì thiệt sự là nếu phải giả theo câu đó mình cảm thấy vẫn có người đến, chỉ là cái mô típ nó sẽ là kiểu người mang cái năng lượng, mang cái kiểu giống giống bạn thôi. Còn thêm ba lá dưới thì có hai gậy, bốn gậy và nine cup, thì ở dưới đây mình nghĩ là có người đến thật, và trong cái tháng 6 này người này họ sẽ đến. Mình cũng khẳng định trước luôn là người này họ họ không phải là người mới, họ là người cũ. Người này là người cũ, người này là người đã biết bạn rồi. Bởi vì hai gậy là cái mà người ta đã có, đã biết. Giống như ví dụ như là hai gậy là ý tưởng A và ý tưởng B, hoặc là C, D, E, F, G, H. Tức là một cái ý tưởng nào đó mình đã có sẵn ngay từ đầu rồi, chỉ là mình chưa có chọn, mình chưa có quyết thôi. Thì bây giờ bốn gậy là quyết đó, là chọn đó. Hai với hai là bốn, là quyết, là chọn, là có cái để cảm thấy giống như là xây nên được, dựng nên được. Ở đây bạn thấy không? Ban đầu là một cô gái, xong cuối cùng cô này tìm được một cô nữa và nhảy và vui. Tức nghĩa là mình nghĩ là có người này phải là người đã biết rồi, hoặc là người đã có kết nối rồi, chỉ có điều có thể là không phải là quá thân, không phải là quá gần, không phải là sát nhiếp, không phải là một cái kiểu mà giống như là chúng ta đã là gì của nhau. Cái này mình nghĩ không là gì á, chưa là gì, mà họ có thể là đã tốn một khoảng thời gian rất là lâu, hoặc là họ đã phải chần chừ xem xét đánh giá nhận xét gì về đó, về cái mối quan hệ, về cái kết nối này. Bởi vì nếu không nó sẽ không lên hai gậy, nó sẽ không lên cái sự chần chừ, cái sự đắn đo. Và khi mình thấy cái lá bốn gậy ở đây thì mình nghĩ giống như là một là người này bị hút bởi bạn, hai là người này họ nhìn thấy ở bạn một cái gì đó, giống như bạn họ nói là bây giờ tôi có hai cây gậy, để tôi xây được một cái liều thì ít nhất tôi phải cần thêm một cây gậy nữa. Thì nó không lên ba gậy mà nó lên bốn gậy, tại vì nếu lên ba gậy là bạn vẫn sẽ một mình nha. Tại vì ba gậy đây là tôi vẫn mong ngóng một cái người nào đó đến với tôi, nhưng mà tôi không tìm được người nào đó nên tôi tiếp tục chờ. Nhưng mà cái này nó lên hai gậy, nó lên thành bốn gậy, tức nghĩa là có người góp với bạn, và ok tôi góp phần nữa, bạn góp phần nữa, chúng ta xây được một cái liều. Tại vì liều có thể là liều ba trong hoặc là liều bốn trong, thì ở đây là liều bốn trong, thì là ý bốn trong tức nghĩa là bốn chân á, thì cái liều nó sẽ chắc hơn. Là một thứ hai nữa là cái này là cái sự góp vào, và mình nghĩ ra cái sự một cái này là sự tương đồng. Hai giống như là bạn đi tìm, tôi cũng đi tìm, vậy thôi mình thử, tại vì mình cảm giác cái năng lượng này nó không có mình chưa thấy cái sự vững nha, tại vì nó chưa có một cái nền cao. Mặc dù bốn gậy là một lá khá là đẹp trong mối quan hệ, nhưng mà mình muốn giải một cách gọi là chắc ăn nhất, thành ra mình nghĩ nó chỉ là cái ban đầu. Cái thứ hai nữa là nine cup, kế bên nữa nó có nine of cup. Nine of cup thì thường lại nó liên quan đến câu chuyện là nó theo cảm xúc bạn, nó theo cảm hứng, nó là cái người bị cảm xúc dẫn, hoặc là những cái mình dùng hay cái dùng cái từ là nức nựng nựng nó, cái kiểu giống như là tại hứng lên, tại thấy vui, thấy thích, thấy phù hợp, cảm nhận thấy, feel thấy, hoặc là kiểu giống như là cái trái tim tôi nó mách bảo tôi như thế. Tức nghĩa là mình vẫn cảm giác có người bước tới, nhưng bởi vì cái cảm xúc chứ không phải vì lý trí nha. Và cái người này á, thì mình cảm giác giống như là cái việc mà họ bước đến đôi khi nó là một cái mình không gọi nó là một cái sự lôi kéo, mà mình gọi giống như là họ thấy đủ thì họ đến, họ thấy đúng thì họ đến, họ thấy ổn thì họ đến nha. Mình không nghĩ là bạn có thể lôi kéo được người này. Thật sự nine cup là một cái lá mà nếu mà nói về gọi là cái sự quyết định của họ thì thường là do bản thân họ, chứ hiếm khi nào mà do người khác bên ngoài tác động được lắm. Tại vì cái tính của họ nó sẽ hơi ẩm ương một chút xíu, nó sẽ hơi giống như kiểu con lươn là lượn qua lượn lại như thế này.
khi mà mình nhìn tổng hết nguyên cái giải bài á, thì mình cảm thấy đó là nếu mà cái người này họ đến, họ sẽ đến một cách rất là chậm. Bởi vì ở đây mình thấy cái con ngựa này, tức nghĩa là họ đi từ từ, họ đi từng bước, chứ không phải là một con ngựa nó phóng tới hoặc là kiểu giống như là bay tới. Còn nếu mà trong tháng này mà người này chưa tới thì mình nghĩ đây là một cái dấu hiệu, một cái tín hiệu là có người tới, hoặc là có thể họ sẽ đến vào hè. Tại vì 2 gậy với 4 gậy là 6 gậy thì cũng là đang tháng 6, nhưng mà có thể là cuối tháng 6 hoặc là cuối hè hoặc là giữa hè, gần giữa cái cao trào nhất của mùa mưa, hoặc là phải là từ tháng 6 vào giữa hơn tháng 6 thì bắt đầu cái câu chuyện này nó mới có động tĩnh, nó mới bắt đầu có sự thay đổi. Hoặc là mình nghĩ là có những cái lúc, những cái thời điểm nào đó mà bản thân bạn cảm thấy giống như là cái người này thì mình cảm giác họ có thể trạc tuổi hoặc là tầm tuổi, nhưng cái suy nghĩ của họ bị già. Còn nếu bạn là một người suy nghĩ quá già hoặc là bạn là một người thường trầm tư thì có thể đây là bạn. Tại vì mình thấy cái năng lượng của người này nó thấp lắm bạn, mình không cảm nhận được nhiều cái sự hiện diện của người này. Thậm chí ngay cả bài lên ba lá dưới mình vẫn không cảm nhận được gì nhiều về người này. Mình chỉ biết một điều, rất là thận trọng, rất là kín tiếng, rất là ít nói, không hẳn là khó hiểu nhưng đại loại là người khó đoán, với lại là người rất là bí ẩn hoặc kiểu giống như là không có thích phô trương, không có thích màu mè, không có thích lộ ra. Thành ra bài nó lên nó có một cái gì đó giống như là ẩn đi. Và ngay mà thấy không, ngay cả cái việc mà cái thằng này nó ngồi đây và con ngựa nó đi bạc, mà thường người ta gọi đó là đi rón rén, mà đi rón rén thì nó lại không phải một cái gì nó đường đường chính chính, nó không phải công khai mà nó cũng không phải là lộ ra. Thành ra mình mới nói là có thể cái người này, việc họ xuất hiện nó sẽ không giống như là một cái tower trên là đùng một phát là ra, mà là nó rón rén nó tới. Thì đó là thông điệp cho những bạn chọn từ 1 nha. Xin chào các bạn chọn từ số 2 nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì để xem coi là tháng 6 này ai tới với các bạn ha. Quên nữa, hồi nãy tụi 1 mình đã quên kêu rồi. Xin nhớ subscribe, subscribe và chia sẻ giùm mình. Tại vì Facebook nó nói là ôi lộn nhầm. Tại vì YouTube nó nói là mình không có kêu gọi mấy bạn subscribe cho kênh, thành ra cái lượng sub của mình không có tăng. Thì đúng rồi, mình cũng có kêu ai đâu mà lấy đâu nó tăng. Thì nói chung thì mình cũng phải nên làm như thế. Thì thôi bây giờ mình sẽ giải bài, tại vì trời cũng đang sắp mưa rồi, nó mưa là mình không giải bài được. Để coi tháng 6 này ai sẽ đến với các bạn ha. Chúng ta có King of Wands. Chúng ta có King of Cup, King of Cup, má ơi, thiệt đúng rồi, King of Cup, King of Wands. Có thể nào King nữa không? Chắc không đâu. Ten of Pentacles, tình đồng chí chăng? Hay là có ai chơi bê đơ không? Nói chơi chứ không có chơi bê đơ đâu nhá. Bài lên ở đây đó là mình nghĩ là trong cái tháng 6 này, cái người này đến với bạn, người này chắc chắn là một người mình nghĩ phải hơn bạn về nhiều thứ. Họ có với mình tính là họ có với bạn cái gì đó mình hơi sai. Họ đến với bạn là có một cái chủ đích, hoặc là có một cái có một cái mục đích, mình tính nó một cái bớt bệt. Đọc chữ bớt bệt nghe hơi ghê, nhưng mà đại loại là có một cái gì đó ở trong họ. Mình tính nói từ âm mưu nhưng mà nó sai lắm. Họ người này mình không gọi là bạn dở, mình cũng không gọi là bạn non, tại vì mình thấy bạn là một người có chiều sâu. Bạn biết được cái ý của người này luôn. Nói chung bạn với người này là gì kẻ nửa lẻ người 8 cân á. Nói chung là hai bạn ngang tầm ngang sức với nhau. Thành ra nó mới ra được 10 tiền, chứ không bạn nó sẽ không lên được 10 tiền đâu. Mình nghĩ nó sẽ lên 6 tiền. Nhưng mà ở đây lên được 10 tiền tức nghĩa là bạn với họ cân, và bạn với họ biết là mình cần cái gì ở đối phương. Người này họ đến có thể không phải vì tình cảm, hoặc là nếu có vì tình cảm thì mình sẽ giải theo một cái hướng khác. Đầu tiên á, nếu mà họ đến với bạn vì một mục đích liên quan đến công việc hoặc liên quan đến cuộc sống, tức nghĩa là họ cảm thấy bạn có một cái giá trị, người này cần sự giúp đỡ và hỗ trợ từ phía bạn để bạn và họ đạt được một cái gì đó ở phía sau. Còn nếu họ đến với bạn bởi vì hai chữ cảm tình, tình cảm gì đó, thì có thể người này nói sao cho dễ hiểu, mặc vẫn khẳng định là có mục đích, nhưng mà cái mục đích này mình nghe nói nghe hơi kỳ nha, nhưng mà nó là kiểu giống như nó hơi như kiểu như là friend with benefit đó. Nhưng mà nó không hẳn là cái benefit mà mình nói là ít 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 ha, mà là cái kiểu là
Chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta có cảm tình với nhau, chúng ta có thể hẹn hò ăn uống với nhau, chúng ta có thể đi chơi với nhau, chúng ta có thể tìm hiểu với nhau, chúng ta có thể nói chuyện với nhau, nhưng chúng ta không là gì của nhau. Còn cái chuyện ABCXYZ thì nó không phải là phần chính, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải là phần phụ. Mình vẫn cảm giác cái năng lượng nó hơi kiểu có một cái gì đó nó hơi hơi ghê ghê, bạn ghê ghê, kiểu như nguy hiểm, hoặc là có mùi sặc, một cái mùi gì đó ở đây. Tại vì ở đây mình thấy ông vua gậy này có hình con rắn, và mình cảm giác giống như cái người, mình cảm giác giống như là cái ông này, ông biết được cái bài của bạn, hoặc là cái tẩy của bạn rồi. Bạn thì mình nghĩ giống như bạn nắm sơ sơ thôi, nhưng mà bạn không phải không nắm được ông này, tức nghĩa là bạn hiểu là cha nội này hoặc là cái bà nội này có âm mưu gì đó với mình, chỉ là mình chưa biết cái âm mưu này là gì, nó có đúng vậy không. Tại vì trực giác của thiên cấp rất cao, rất là cao, không có lừa được đâu. Nhưng mà bản thân bạn thì bạn giống như bạn nghĩ là thôi kệ, mình biết thì mình cho, hoặc là mình chơi cái trò chơi này theo kiểu là chúng ta chơi cái trò đó theo như bạn, mày có lực của mày, tao có lực của tao, thì tao, mày cho tao cái gì tao cho mày lại cái đó. Tại vì mình thấy ở đây là không ai thua ai, không ai nhường ai. Và hẳn là hai bạn mình cũng cảm giác giống như là cái tôi, giống như mình thấy vua cốc ở đây là cái tôi đi tìm nó xuất phát từ trái tim, nhưng mà có thể cái trái tim của tôi là cái trái tim đang bị khuyết một cái gì đó và tôi muốn lắp nó vào. Còn cái ông nội này là tao thừa tiền, tao thừa tình, tao thừa cái gì đó nên tao cần một cái gì đó mà tao đang thiếu. Mày có cái tao thiếu mà tao có cái mày cần. Tại vì mình vẫn cảm giác trong cái mối quan hệ này nó là song phương, nhưng không hẳn là song phương theo kiểu như mọi người nghĩ. Còn nếu đây là liên quan tới hoàn toàn về công việc và cuộc sống thì mình nghĩ đây là một cái công việc hoặc là một cái cơ hội nó đến, và người này đến bởi vì họ thấy bạn có tiềm lực, có tiềm năng, và nếu làm chung với nhau thì sẽ mang lại một cái lợi ích trong, mình không dám nói dài hạn nhưng ngắn hạn là có. Nhưng mà mình vẫn nghĩ là nếu cái cơ hội này nó đến thì nó phải dài dài. Dài dài tức nghĩa là nó không thể nào trong thời gian ngắn mà có thể thành được. Bạn có Ten of, bạn có Nine of Cup nè. Rồi bạn có cái gì nữa? Bạn có The Wheel. Ủa không phải The World luôn chứ, không, The Wheel nữa. Và bạn có Five of Cup. Một cái câu chuyện thú vị ha. Khi mà lên được ba la phía dưới á, thì cái khẳng định của mình về cái vấn đề cái ai đến với bạn trong tháng 6 này á, có thể người này là một người từ ở nơi khác tới, là một người ngoài cái vòng kết nối xã hội của các bạn, là một cái người là bạn của bạn của bạn của bạn bạn chứ, hoặc là người quen, người quen, người quen của bạn bạn chứ, cũng không hẳn là một cái người bạn biết trước, hoặc là chỉ có thể đơn giản bạn làm trong công ty A, họ cũng làm trong công ty B, nhưng hai bạn làm trong chung cùng một tòa nhà nhưng không có liên quan gì tới nhau. Hoặc là cũng có thể người này là khách của công ty bạn, hoặc là khách của công ty nào đó, nhưng mà bởi vì công ty bạn kế bên công ty nó, thành ra là gặp nhau vậy thôi, chứ mình không thấy một cái kết nối mang tính trực tiếp. Cái thứ hai nữa đó là bài nó vẫn nói là nếu giả sử trong tháng 6 này có một cái người tính nữ hoặc là một người nữ tính, giới tính nữ đến cuộc đời của bạn hoặc là bước vào cuộc đời của bạn, thì bởi vì người này là một cái người họ sẽ mang tới một cái sự nhận thức gì đó, họ muốn mình gọi là có một người nào đó quan tâm, để tâm, lo lắng cho bạn. Người này mình cảm giác được cái năng lượng yêu thương rất là cao. Năng lượng yêu thương này tức nghĩa là họ là một người sống tình cảm nha, chứ không phải cái gì ghê gớm. Họ sống tình cảm, họ rất là quan tâm, để tâm tới bạn. Và người này rất là nhớ bạn, rất là mong bạn quay trở về, rất là mong ngóng, mong chờ. Nói chung mình đọc được một cái cảm xúc liên quan đến sự chờ đợi, sự trông chờ, sự nhớ nhung, sự hoài nhớ, một cái sự ngóng trông vô điều kiện. Và họ, người này với bạn có khoảng cách với nhau. Bạn có thể hiểu khoảng cách này là khoảng cách địa lý cũng được, bạn có thể hiểu khoảng cách này là khoảng cách liên quan đến tình cảm cũng được, bởi vì mình không thấy sự kết nối mang tính trực quan. Nó chỉ là một cái kết nối vô hình và một cái kết nối mà ở đó hai người tự hiểu người này với người kia là gì của nhau. Ngoài ra nữa, để coi, mình thấy là trong cái trái tim của mấy bạn chọn tuổi 2 có một cái chắc cớ nào đó ở đây, nó liên quan đến câu chuyện là tôi nên làm gì vào lúc này, trái tim tôi đang thật sự khao khát điều gì. Mặc dù mình biết nó không có liên quan lắm đến cái câu hỏi là ai đang đến với bạn trong tháng 6, nhưng mà nó có thể liên đến một phần theo kiểu là bạn vừa muốn mở rộng cái vòng quan hệ của các bạn ra, bạn vừa không muốn mở. Một là bạn sợ tổn thương, hai là bạn không muốn mở bởi vì bạn không có cảm xúc. Mình thấy rất hời hợt, mình thấy nó có cái gì đó nó lạnh lùng, nó sao lãng, nó có cái gì đó không tập trung ở đây, kiểu giống như là
ủa mày bước vào cuộc đời tao để làm gì, tao đâu có nhu cầu. Hoặc là kiểu giống như nếu tao có nhu cầu đi chăng nữa thì liệu việc tao mở lòng tao đón nhận ai đó vào, liệu nó có bền, nó có chắc, nó có ổn, nó có được cái gì không, hay là nó cũng chỉ là một cái sự khỏa lấp, giống như đây là một cái hố đen, xong cái má này dục vô đủ thứ đồ hết, nhưng nó không bao giờ lấp được cái hố đen đó. Mà kiểu giống như là càng dục thì càng cảm giác nó trống á, mình đọc được cái cảm xúc đó trong mấy bạn chọn tụ hai. Với lại mình cảm giác giống như là bạn đang có khuynh hướng muốn dùng dùng tiền, dùng những cái thứ gọi là thú vui tao nhã khác nào đó để lắp vào bên trong, để cho khỏa lấp những cái mà nó trống, nó vắng, nó khuyết. Rồi quay trở lại cái câu hỏi chính đó là ai đang đến với bạn trong tháng 6 á, thì nếu mà mình nhìn tổng hết một lần nữa thì mình vẫn cảm thấy ở trong bạn có một cái sự khó chịu, hơi không thoải mái lắm với một cái mối quan hệ nào đó. Và nếu bạn còn bị mắc kẹt trong một cái mối quan hệ nào, bạn cảm giác khó chịu với ai đó, bạn cảm giác chắc cớ, bạn cảm giác không nói nên lời, bạn cảm giác muốn nói nguệch tẹt ra hết, bạn cảm giác bị cứa vào lòng, bạn cảm giác muốn chửi, muốn mắng, muốn phát điên vì ai đó, hoặc là bạn cảm giác giống như là tôi đang cào cấu, cào xé một cái gì đó, thì hãy cố gắng giải quyết với cái vấn đề đó. Mình không biết cách giải quyết ở đây là gì, tại vì bài nó không lên, mình cũng không biết phải nói làm sao. Nhưng mà theo bài á, thì nó nói là hãy làm sao đó để có một cái sự tĩnh tâm, một cái sự thấu hiểu, một cái gì đó mà theo kiểu là chấp nhận và buông đi theo cái hố này. Giống như cái gì thuộc về bạn nó sẽ ở lại, còn cái nào không thuộc về bạn sẽ được cuốn đi. Thì đó là thông điệp cho những bạn trong tuổi 2. Xin chào các bạn trong tuổi số 3. Bây giờ mình sẽ bắt đầu giải bài cho các bạn. Thì trước khi đi vào phần giải bài thì nhớ subscribe cho tôi nha. Nói chung là tại vì YouTube nó kêu đó nên các bạn nhớ subscribe giùm tôi nha. Tại vì nó nói là tôi không có kêu mấy người subscribe đó, thì ai subscribe được thì subscribe, nhưng mà thiệt ra là nên subscribe là coi như ủng hộ tôi, chia sẻ giùm tôi. Đại loại đó là như vậy. Thì coi như là ai đến với bạn trong tháng 6 này, bạn có Queen of Cup, bạn có Temperance, và bạn có Five of Cup, vừa có Queen Cup, vừa có Six of không có Temperance và có Five of Cup. Nếu mà hỏi gọi là ai đang đến với bạn trong tháng 6, có một cái Queen of Cup nào đó đến, người này là người mà bạn biết, không phải là người lạ đâu. Người này là người khá là trầm tính, nhưng họ có một cái sự đa nghi, có một cái sự chắc ăn, họ muốn có một cái sự đảm bảo, họ muốn có một cái gì đó mà theo kiểu giống như là tình cảm của tôi là một cái chiếc cốc rất là to, và tôi cảm giác giống như là tôi mong muốn là kiểu giống như là nếu tôi trao chiếc cốc này cho anh, hoặc là tôi trao chiếc cốc này cho cô, thì tôi mong nhận được là giống như ví dụ giờ mày muốn nước phải không, tao có cái ly nè, mày có cái giếng nè, thì tao với mày hùng lại. Mày có cái giếng nhưng mày không có cái đồ múc nước thì mày cũng không uống được nước. Tao thì tao có cái ly nhưng tao không có cái giếng thì tao cũng không có nước để tao uống. Thì vấn đề nằm ở chỗ, nếu chúng ta hùng lại thì chúng ta sẽ có cái mà chúng ta cần. Thì ở đây á, bài lên là cần có một cái sự dung hòa. Nhưng mà mình thì theo cảm nhận của mình á, thì mình đọc được hai hướng trong ba lá này. Một á, đó là nó mô tả về bạn trong một mình thôi, có nghĩa là bạn không có một ngó bóng nào hết. Và bây giờ trong cái tháng 6 này á, bạn cảm nhận là bạn muốn có một cái sự kết nối, nhưng mà bản thân của những bạn chọn tụ ba này, bạn cảm nhận được rằng cái cốc của mình cần phải trao đúng người. Bạn không phải là kiểu người dễ tin người, bạn cũng không phải là kiểu người muốn mở lòng mình. Bạn có một cái nỗi sợ về sự bị bỏ lại, bị bỏ rơi, bị đổ vỡ, bị thất bại. Bạn cảm nhận rằng cái thế giới của bạn là một cái thế giới giống như bạn có một cái chiếc ly, và chiếc ly đó là một cái chiếc ly kỳ diệu, một cái chiếc ly ma, một cái chiếc ly mà không ai được phép đụng vào. Giống như bạn cảm giác tình cảm của bạn là một thứ gì đó thiêng liêng, một cái thứ gì đó nó rất giống như là bạn cảm giác là bạn sợ bị ô uế, hoặc là bạn cảm giác giống như là tôi chỉ trao cái ly này giống như là một cái gì đó nó là nhơ nhút á. Mình cảm giác là trong suy nghĩ của bạn nó có cái gì đó rất là khó để trao đi cái cốc tình cảm này cho ai đó, và bạn nghĩ rằng mình có thể một mình cho đến khi một lúc nào đó tự nhiên cái trái tim bạn nó sao động vì một cái lý do gì đó. Có Temperance ở đây tức nghĩa là có một cái nguồn lực nào đó khác ở ngoài, cái thứ nó làm cho bạn lăng tăng, nó làm cho bạn lu su bu, nó làm cho bạn liêu siêu, nó làm cho bạn cảm giác giống như là
tôi nghĩ chắc là đến lúc tôi cần phải trao đi chiếc cốc, nhưng mà bạn thật ra cái cảm xúc bên trong của bạn nó vẫn nói là không, tao không muốn trao. Đó lý do vì sao lên năm cốc ở đây, đó là nghĩ hoài, nghĩ tới, nghĩ luôn, nghĩ xuôi, nghĩ ngược, nghĩ hoài không có ra câu trả lời, là do bạn thôi. Bởi vì cái cách nhìn, góc nhìn của bạn nó hơi bị mình dùng từ là nó hơi bị, tại vì Queen of Cup là một người rất là đa đoan, rất là suy nghĩ nhiều và hay phức tạp hóa vấn đề, nói chung bản chất dân họ gây ra. Còn nếu cái thứ hai là bạn đang có một người nào đó mà bạn cảm giác rằng bạn không chắc rằng, bạn không tin rằng, bạn không cảm nhận rằng người này là người sẽ phù hợp với bạn, hoặc là bạn phân vân theo kiểu là tôi có nên cho nó không, cho nó thì được cái gì, không cho nó thì được cái gì, từ bỏ thì uổng, mà không từ bỏ thì cũng không biết làm sao. Tức nghĩa là bạn nằm ở trong một cái thế mà bản thân bạn cũng không biết phải làm sao. Nó giống giống như cái trường hợp 1, nhưng mà nó là hậu của trường hợp 1. Tức nghĩa là trường hợp 1 nó còn chưa dám mở lòng, thì tới trường hợp 2 là nghĩ là ừ chắc không, mình nên mở lòng đi, nhưng mà vẫn còn cái nỗi sợ ở trong đó. Và tuy nhiên mặc dù bạn mở lòng, có thể bạn sẽ có một cái hành động nào đó gọi là hé hé, kiểu như là giờ tao có ly này phải không, tao không đưa cái ly thiệt ra, tao đưa cái ly bằng sành, bằng sứ, bằng cái gì đó ra, hoặc là kiểu như tao đưa cái xô ra để múc nước thôi, để coi cái thằng này nó múc với tao như thế nào, thì tao mới tính tiếp. Tại vì mình vẫn thấy một cái nguồn năng lượng, một cái gì đó nó liên quan tới chuyện là bản thân của bạn vẫn còn đang muốn đánh giá, đang muốn check, đang muốn kiểm tra, đang muốn thử lòng, đang muốn coi cái người này ý định làm sao, có muốn gì với bạn hay không. Nói chung mình cảm giác cái tâm của bạn nó hơi không vững, nó vững theo kiểu là chướng, nhưng nó không, nó thật sự nó không có vững, nó không, mình không thấy có sự ổn định một chút xíu nào hết. Bạn có lá Four of Pentacles, bạn có lá Three of Swords và bạn có lá Six of Cups. Sang ba lá này, đối với ba lá cuối đó thì mình cảm nhận là có một cái sự giằng xé. Mình cũng không chắc cái sự giằng xé này là nó đến từ bên trong bạn hay là nó đến từ cái việc kết thúc ở trên đây. Tức nghĩa là trong tháng 6 này sẽ có người nào đó khiến cho bạn suy nghĩ liên tục về cái người này. Mình không biết người này sẽ bước vào hay không, hoặc là họ bước ra hay không, hay là có ai đến với bạn hay không, mình hoàn toàn không dám trả lời đối với tụ này. Hai tụ kia thì mình thấy chắc ăn đó, nhưng mà tụ này thì mình không thấy chắc. Mình cảm nhận là cái cô gái này, cổ ôm cái bọc tiền, vẫn là bạn thôi, bạn vẫn là người ôm bọc tiền này với cái trái tim gào thét theo kiểu giống như là tôi thật sự mong muốn như thế này, tôi thật sự mong muốn khác đi, tôi ước gì, tôi muốn làm một cái gì đó khác. Tại vì cái trái tim trong lá ba tiền, ở lộn, trong lá ba kiếm này á, là một cái trái tim nó bị rách và nó được đan lại bằng chỉ và nó được kéo căng ra ở bốn góc. Tức nghĩa là trái tim này hoàn toàn rất là căng cứng, rất là bị giằng xé rất là nhiều thứ. Và bạn biết rồi, những cái trái tim mà được mạng tức nghĩa là được đan, được khâu lại như thế này á, thường thứ nhất là rất là dễ rách, thứ hai là nó đan không có kỹ, thành ra những cái vết thương nó còn hở rất là nhiều và bị kéo căng ra, thì bạn tưởng tượng nó rất là đau. Thì mình thấy cảm nhận được á, là nếu trong tháng 6 này có ai đó bước vào á, thì mình nghĩ chính bản thân bạn, hoặc á, là bạn có nỗi sợ về cái việc là cho cái người này bước vô, hai là bạn có cái nỗi sợ là về việc mở lòng của bạn ra để một là nguôi ngoai về chuyện cũ, hai là để đón nhận người mới. Tại vì bạn không muốn mình bị rơi vào một cái tình huống nào đó như ngày xưa. Tức nghĩa ngày xưa đó có thể giống như là bạn đã từng là một người đã từng đánh mất một cái ai đó bởi vì cũng vì cái tính của bạn như thế này, hoặc cũng là ngày xưa đó bạn mở lòng ra đó rồi bạn bị ai đó tát cho một cú rồi bạn thề không yêu nữa, hoặc là cũng là vì một cái ngày xưa nào đó mà mình cảm giác giống như là nó giữ chân bạn lại. Tại vì mình thấy bạn luôn luôn sống trong một cái thế giới nào đó mà bạn chưa bao giờ làm một cái gì đó nó ngoài cái vùng an toàn của bạn. Và tới bây giờ bạn thành bốn tiền, bạn cũng không dễ để ai móc túi bạn. Bạn ôm cái túi của bạn theo kiểu nhà tiền của bà là của bà đó, bà không có muốn gọi là cho tụi bay ăn tiền của bà đâu. Nhưng mà bởi vì bạn nhận ra được rằng á, giống như là sâu thẳm ở trong bạn vẫn mong chờ một cái sự kết nối sáu cốc, mà bạn vẫn mong chờ một cái tình bạn, bạn vẫn mong chờ một cái người ở cạnh, ở cùng để chia sẻ. Bạn thấy không, ở đây là cái đứa bé nó đi chơi lộn, nó nuôi một con chó và cái quá trình là 1, 2, 3, 4, 5, 6 cốc, và bây giờ bạn với nó cùng nhau trưởng thành. Tức nghĩa là khao khát bên trong bạn là tìm được một người đồng hành, và bạn luôn mong chờ điều đó bởi vì bạn luôn đi một mình. Mặc dù bạn vẫn đi một mình rất tốt, rất ổn, nhưng mà bạn vẫn luôn khao khát bên trong
của bạn là The Temperance, là sáu cốc, là một cái sự dung hòa, là một cái người có thể hiểu được bạn, có thể đồng cam, có thể chia sẻ, có thể giúp đỡ, có thể nguôi ngoai cái vết thương lòng, có thể ở cạnh để hỗ trợ, để giúp đỡ, hoặc là để mình gọi là chữa những cái vết thương lòng. Bản thân bạn thì mình thấy trong tháng 6 này có thể bạn mình không biết làm sao, nhưng mà mình cảm giác giống như là bạn tự hỏi là bây giờ chị cũng thèm nuôi chó đi, nhưng mà không biết là chị có nên bỏ tiền ra mua chó để nuôi hay không, ví dụ vậy. Bà nó cũng không nói là bạn sẽ bỏ tiền ra bạn mua chó để bạn nuôi hay không, hay là bạn quyết định như thế nào. Bởi vì theo quan điểm của bạn thì bạn cảm nhận là, hoặc là có thể như thế này, bà này là bà, cái bà cô ôm bốn đồng tiền, còn ông nội là một cái ông người, một cái ông rất là xinh, rất là xinh xắn, rất là có chó, rất là thu hút, và bạn rất là mê cái ông nội này. Nhưng mà bạn nói giống như là thôi, mình là gái mà mình phải giữ giá, mình phải thế này thế kia, mình phải điềm đà, mình không có chảy nước miếng, mình không có mà lem nhưng mà trong lòng là thèm thấy mẹ, kiểu giống vậy. Nhưng mà kiểu giống như là phải làm giá cho nó tới. Bản chất của cái thằng sáu cốc á thì không đứa này thì đứa khác thôi, nó là một đứa yêu rất là nhiệt tình, rất là chung thủy, cũng rất là dễ thương. Nói chung nó là một đứa lành tính, sáu cốc là một đứa rất là lành tính, nhưng mà kiểu giống như là nó là đứa có rất nhiều người thích, hoặc ít nhất là nó đi đến chỗ nào nó cũng có người thích. Còn má bốn tiền là kiểu cái kiểu người mà giống như là quanh năm suốt tháng ở mâm xong á, nuôi đủ năm con với một thằng chồng á, thì bạn ở trong một cái thế giới của bạn và không ai biết tới bạn nhiều đâu. Có thể bạn cũng có người thích, nhưng mà bởi vì bạn làm giá quá, bạn khó gần quá, bạn khó ở, khó ăn quá, thành ra người ta cũng không có ngó tới bạn nhiều đâu. Và bạn cứ nghĩ là bởi vì mình giá quá đó mà thành ra mốt nó thành thành cây đậu luôn, chứ nó không còn giá nữa đâu ha. Thì mình thấy ở đây là bạn vẫn cứ giữ cái tinh thần theo kiểu giống như là bây giờ chị có thèm chết chị cũng không bước ra. Thì cái má sáu cốc này thì mình không nghĩ là họ sẽ bước đến, bởi vì mình nghĩ bản chất của người này là bây giờ tao ở đó đó, tao ở cạnh mày đó, tao vẫn tốt với mày đó, tao vẫn như thế với mày đó, nhưng mà ít nhất mày cũng cho tao biết một cái tín hiệu là mày thích tao thì mày phải mở lòng ra, mày phải đón nhận tao, hoặc là mày phải có thái độ nào đó chứ tao đi ngang mày, tao đối xử tốt với mày, mặt mày lạnh tanh giống như là tảng băng thì có nước thì cho một mình. Tại vì mình vẫn cảm giác là vấn đề trong cái câu chuyện này là bên trong bạn, hoặc là cách mà bạn ứng xử. Còn cái cuối nữa là cũng có thể là những bạn chọn tụ số 3 này đang có một cái vấn đề gì đó liên quan đến việc gọi là gia đình, chuyện cá nhân, những cái có mối quan hệ kết nối gần, và bạn đang không biết phải giải quyết những cái vấn đề liên quan đến kết nối bên trong, chẳng hạn như gia đình, bạn bè, người thân như thế nào. Bởi vì mình cảm giác là bản thân bạn khá là tách biệt, hoặc là suy nghĩ của bạn khá là khác so với mặt bằng chung trong gia đình hoặc là trong những người thân, thành ra bạn cũng không có kết nối mạnh để bạn cảm giác bạn muốn chia sẻ với ai đó, hoặc là bạn thậm chí đang có vết thương lòng liên quan đến gia đình, và bạn cảm giác giống như là đó là một cái phần bị thiếu sót, bị ẩn khuất, hoặc là một cái phần nào đó mà bạn không biết mở lời hoặc là nói, hoặc là giải quyết làm sao với cái người thân đó trong gia đình của bạn.